khá nhiều. Một bãi quả, không biết mấy cây, nhưng dù sao đã có một con voi để cho Dad có thể cầu nó về, đỡ bị chậm dần bãi quả. Dường như 7 cây thì phải, không 6 cây thôi. Nhưng có một con voi, một bãi vàng đẹp dành cho Dad. Một cánh rừng già cũng đã khiến cho Dad có thể có được những chiếc ghét đẹp đây rồi. Tuyệt vời. GDS, anh vẫn đang có một chuỗi những trận đấu không được tốt gần đây. Cầm AC khi mà bài xấu thì Dad rất tâm lý. Rất tâm lý luôn. Đây là một cái bài đẹp và Dad có liệu có tâm lý nữa không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Bài đẹp thì chả sao cả, Dad không kêu. Nhưng bài xấu thì đến Yugi, những người mà cực kỳ hiền cũng đã phải bực mình lên với Dad. Bởi vì cái tính hay kêu. Dad kêu như vạc luôn. Và đấy cũng là một cái mà nhiều khi top 1 cũng hay bị mắc phải. Đó chính là cái việc than thở. Cái việc than thở cũng sẽ khiến cho đồng đội cực kỳ tâm lý, rất mất tâm lý, rất mất tập trung vào cái việc mà cứ hay ngồi kêu. Ngày xưa tôi đi đánh chế cũng thế thôi, chúng toàn gà nhau chúng toàn ngồi kêu. Ngày xưa cầm Yamoto đầu cánh cũng kêu cơ, sao cứ phải xeng, xong rồi xeng là sao phải có quả chứ, có hiu cũng kêu. Xeng làm sao phải giò được quả ăn, nó tiện tay cái đóng VG cái nó tiện. Thế còn được đang còn phải câu lùa hiu, hoặc là lùa hiu đấy là còn lên trình độ cao rồi. Làm sao phi hiu cũng đã kêu lắm rồi, nhà xung quanh không thấy quả đâu, mặc dù là toàn hiu với voi nhưng vậy cũng kêu. Kêu vậy nó thành cái tâm lý cho đồng đội. Thế mới đều tôi không câu voi về đặt ép. Tâm lý một cái phong cách rất hay của Dad, không câu được thì đặt ép. Đúng rồi, sai thì sửa mà chữa thì để, có gì đâu, không câu về được thì đặt ép. Con voi ấy tí nữa thì chết thằng dần, rất may không chết. Cắt dần ra thôi. Còn nông dân vẫn đang được đét cho đi dò một cách tỉ mỉ. Lỗi e mới đều. Đét thực sự là đang hơi hơi có một chút gì đấy cong cóng rồi. Không thể đánh thế này được, đánh này chết. Màn hình máy của game thủ Yamoto do Crazy cầm. Crazy đang có một bài Yamoto khỏe thì phải. Nếu tôi không nhầm, đây là bài Yamoto. Sao không đóng gần vào để đánh cung? Dâng lờ cho anh trận thi đấu này. Bài này Yamoto đòi dâng lờ chắc. Đây chết, Yamoto dâng lờ một cái bài mà bên mình đến hai choi son rồi mà Yamoto còn dâng lờ nữa. Thì đúng là chỉ có nằm sàn thôi. Đây là Phoenician của game thủ núi. Có núi cầm cung. Nhưng đây là một bài mà núi cực xấu. Chúng ta thấy đặt một chiếc ăn voi như này là có thể biết được cái bài của núi nó xấu như thế nào rồi. Quá là xấu luôn. 26 đến 28 là cái thang của núi thời điểm hiện tại. Đặt một chiếc BS để ăn voi. Đối với Phoenician thì nó không có cái gì là đáng nói. Nhưng cái việc mà phải đặt S ăn một con voi nó lòng vòng xa như vậy thì mới là cái điều tôi lo nghĩ ở trong trận thi đấu này thôi. Nhà lại cực xấu thành con núi. Đây là GDS 23 dần. Đã kích đời chưa cơ? Dường như là kích rồi. Tuyệt thế vô song cầm choi son, soi tam và màu màu bốn. Ôi rồi Hoàng Lan cầm xe đã lên đời xong rồi. Để Hoàng Lan lên đời sớm, Hoàng Lan có thể đánh chém phũ. Đấy một điều cực khó. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Hoàng Lan anh có làm được cái gì trong trận đấu hay không khi mà anh cầm xe đang lên đời quá sớm. Bên này thì lại có hai choi son, bên kia Hoàng Lan cầm xe. Đây là B M đây BL, đúng rồi, thao tác rất chuẩn mực, một bài cực xấu của game thủ tuyệt thế vô song, nhưng anh vẫn có thể kích ở cuối 10 và đầu 11, chuẩn bài, không thể tin nổi những cái bài như vậy. Cắt dân về ăn vàng và làm gỗ. Một bãi quả đầu chúng ta có thể thấy nó xấu xấu vô kể luôn, xấu xấu dã cả màn, nhưng mà vẫn cứ ép đời được đầu 11 thế này là tươi lắm rồi. Cuối 10 đầu 11 không phải ai cũng có thể làm được chuyện đấy, nhưng vơ vẫn cứ thể hiện được một phong cách của một người ép đời tốt.
và chém phũ đầu cánh gặp ngay Lan công tử. Lan công tử cầm xe và đánh có cung tê, dường như là Hoàng Lan anh sẽ đánh với cái bài ấy rồi, cái bài Đông Tây Y kết hợp, vừa đấy Samurian đầu cánh đánh theo kiểu đấy và đã có ối nhà chết rồi. Bây giờ cặp xe mà đánh kiểu đấy đúng theo sở trường Hoàng Lan thì còn ối nhà chết nữa. Ngựa giò của ai đến kìa, ngựa giò kiếm thủ màu một, màu một là lính đánh thuê cầm cái gì không cần biết, nhưng đây sẽ là những cái tên mà kiếm thủ tuyệt thế vô song anh cần bo bế nhà mình kín hơn, nhất là bãi gỗ bãi vàng này là những cái chỗ mà cái thủ tuyệt thế vô song anh cần phải làm ăn chắc chắn. Ngựa giò vẫn đang lòng vòng đi giò và vẫn chưa đến nhà Hoàng Lan đâu. Đây rồi, ơ kìa, nông dân đi giò thấy nhà Hoàng Lan nhưng ngựa giò đi giò lại không thấy đâu. Thế mới đều nâng cấp bánh xe đi. Vơ ơi, vơ có nâng cấp bánh xe không? Vơ dường như anh không nâng cấp bánh xe, và những con chém của game thủ màu một dường như đã chạy đến nhà của vơ rồi thì phải, nếu tôi không nhầm. Nông dân của vơ chưa có bánh xe, vơ vẫn đang lang thang điên hoàng, rất gấu, rất mấu và cực kỳ gấu. Bây giờ Hoàng Lan có tên cũng là đầu tiên, làm gì Hoàng Lan nữa không? Hoàng Lan là người cầm cung, đánh cung cực hay, vẩy e vào để cho con chém như là những con dân nó đỏ trong đấy. Nhà của núi Liều Mạng này, một nhà dân A, thì ai là người chắc nhà? Yamamoto đánh cung A không? Bây giờ thì TLL bắt đầu có những con lạc đà Taliban dốc thẳng vào nhà của Yamamoto. Quá khó. Phoenician lên đời cực muộn, dân A resize và tỷ số là 2-2. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu chung kết. Không thể đánh được trong một cái kèo như thế này. Phoenician cứ tưởng là đánh thế nào cũng phải dân A. Còn Yamamoto thì được đánh cung A thì ăn ngay vốc lạc đà vào mõm. Vâng, chơi làm sao được nữa. Còn nhà của game thủ tuyệt thế vô song tức GV thì anh đã quá xấu rồi. Cực kỳ xấu rồi. Xấu xấu dã man vô số kể luôn. Không có cái gì xấu hơn trong một cái bài mà quả đầu ăn đến tận đời 4 không hết. Xong rồi sau đấy là không có đồ ăn hoàng. Lực thì lại yếu. Gặp ngay đầu cánh của Hoàng Lan cầm xe lên đời rõ sớm. Một cái bài mà không thể xấu hơn được nữa. Chúng ta cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu chung kết của C đấu thứ 3.